Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân Nga tiếp tục nỗ lực tấn công ở các hướng như thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov, làng Novopavlivka của tỉnh Dnepropetrovsk và các thành phố Liman, Bakhmut và Avdiivka thuộc Donetsk. Theo bộ này, trong ngày 9 tháng 2, Nga đã mở 41 cuộc không kích và 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, trong đó có 2 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk. Bên cạnh đó, Nga cũng đã phóng hỏa tiễn bằng hệ thống tên lửa phóng loạt 32 lần vào cơ sở hạ tầng dân sự ở tỉnh Donetsk và Kherson. Đáp trả, không quân Ukraine đã mở 13 cuộc tấn công vào các cụm thiết bị quân sự, nhân sự và 2 cuộc tấn công vào các vị trí hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Bên cạnh đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 2 sở chỉ huy của Nga, 2 cứ điểm, 1 kho đạn và 1 vị trí hệ thống tên lửa phòng không. Ngoài ra, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay không người lái UAV Nga, gồm 2 UAV Orlan 10 và 1 UAV Orion. Phái đoàn của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine cho biết trong ngày 9 tháng 2, Ukraine bắn tổng cộng 164 loại đạn pháo khác nhau vào Donetsk. Theo phái đoàn, Ukraine nhắm vào thành phố Donetsk, Makivka, Holivka, cùng các khu định cư Homisky, Majos, Zasevo, Novobakamutovka. Trong một diễn biến liên quan, tỉnh trưởng Lugansk, ông Sergei Haidai cho biết, Nga đang phát động cuộc tấn công lớn ở miền đông Ukraine và đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ gần thành phố Kramina ở tỉnh này. Ông Haidai nói rằng, đã có dấu hiệu leo thang tối đa và các vụ nổ súng và pháo kích tăng mạnh. Ông cho biết, các nhóm nhỏ lính Nga đang cố gắng tiến lên, nhiều lúc với sự hỗ trợ của thiết giáp hạng nặng như xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, và có lúc thì không. Ông nói rằng, Nga đang cố gắng đạt được thành công và phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tôi ở hướng Kramina, nhưng không thành công. Việc Nga đẩy mạnh ở Kramina có thể thấy rằng, Moscow đang cố gắng kéo giãn lực lượng Ukraine, vốn đang căng thẳng để ngăn bước tiến của Nga ở thành phố Bakhmut, cách đó 48 km về phía nam. Các nhà phân tích cho rằng Kramina có thể quan trọng hơn về mặt chiến lược so với Bakhmut vì nó đóng vai trò là cửa ngõ vào thành phố Liman và đến Severodonetsk, Lysychansk ở phía đông nam. Ở phía ngược lại, trong báo cáo cập nhật hôm 9 tháng 2, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất 910 binh sĩ trong 24 giờ chiến sự, nâng tổng số binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine lên 135.010 người. Trước đó, Ukraine ngày 7 tháng 2 thông báo số quân nhân Nga thiệt mạng tăng thêm 1.030 người chỉ sau một đêm. Ukraine tuyên bố đây là ngày Nga có nhiều quân nhân thiệt mạng nhất kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Ngày 8 tháng 2, Ukraine cũng xác nhận 910 binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu trong những cuộc giao tranh. Theo ước tính của Kiev, Nga mất tổng cộng 2.850 binh sĩ trong 3 ngày xung đột. Tính riêng trong ngày 8 tháng 2, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố tấn công một sân bay quân sự ở thành phố Berdyansk do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia. Ukraine cho biết cuộc tấn công khiến hơn 100 quân nhân Nga thiệt mạng. Ngoài ra, một kho đạn dược, nhiên liệu và trạm radar của Nga cũng bị phá hủy. Hiện Nga chưa bình luận về số liệu thương vong do phía Ukraine cung cấp. Thông tin về tổn thất của Nga được đưa ra trong bối cảnh giới chức Ukraine và phương Tây nhiều tuần qua đã đồn đoán về khả năng Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới, quy mô lớn trước thời điểm ngày 24 tháng 2, đánh dấu cho một năm Nga mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Ukraine và phương Tây nhận định, mục tiêu chính của Nga là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Tháng 10 năm ngoái, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk, sau những cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Song đến nay, Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn những vùng này. Khi được hỏi trên truyền hình Ukraine rằng liệu ông có đồng ý rằng cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu hay không, ông Pavlo Kirilenko, lãnh đạo Donetsk, hôm 9 tháng 2 cho biết, có, chắc chắn là như vậy. Theo ông Kirilenko, các thành phố phía đông như Bakhmut, Avdiivka và Voleda đang nổ ra những trận chiến đẫm máu nhất. Các lực lượng và phương tiện của đối phương đang gia tăng cường độ ở đó hàng ngày. Họ đang cố gắng chiếm giữ những khu vực này và các thành phố trọng điểm để đạt được những bước tiến mới, ông nói. Ông Sergei Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự Lugansk, cũng cho rằng Nga đã bắt đầu cuộc tấn công tổng lực từ mặt trận Lugansk ở miền đông, dù không đạt được nhiều bước tiến. Ông cho biết, lực lượng Nga đang tiến về hướng Tây từ khu vực thành phố Kremina do Nga kiểm soát ở đông bắc Ukraine. Ông nhấn mạnh, căng thẳng đang leo thang tối đa và số vụ pháo kích tăng lên rõ rệt. Tạp chí Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức quân sự ẩn danh của Kiev cho hay, Nga dường như đã chuẩn bị 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo,
810 hệ thống hỏa lực phóng loạt, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng cho chiến dịch tấn công quy mô lớn Ukraine sắp tới. Tiếp theo chương trình là những tin tức nóng khác. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm 9 tháng 2 kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế công khai về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc xảy ra hồi cuối tháng 9 năm 2022. 4 vụ rò rỉ lớn đã được phát hiện tại các đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Cả Nga và phương Tây đều nghi ngờ đây là hành động phá hoại có chủ đích. Song nghi phạm đứng sau vụ việc vẫn còn gây tranh cãi. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng đặc biệt về mặt an ninh là tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Ông Dmitry Peskov cho rằng thế giới phải tìm ra sự thật về kẻ đã thực hiện hành động phá hoại này. Đây là một tiền lệ rất nguy hiểm. Nếu ai đó đã làm điều đó một lần, họ có thể làm điều đó một lần nữa ở bất cứ đâu trên thế giới. Một cuộc điều tra quốc tế công khai về cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc tế quan trọng như thế này là rất cần thiết. Không thể để vụ việc này xảy ra mà không phát hiện ra những kẻ chịu trách nhiệm và trừng phạt chúng. Nga từng đề xuất thành lập một cuộc điều tra chung với Thụy Điển và Đan Mạch về các vụ nổ, nguy cơ khiến 3 trong số 4 dòng của dự án khí đốt, dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị ngừng sử dụng vĩnh viễn. Nhưng cả Thụy Điển và Đan Mạch đều bác bỏ ý tưởng về sự tham gia của Nga. Trước đó, tháng 11 năm 2022, các nhà chức trách Thụy Điển đã kết luận rằng các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đã bị phá hoại, nhưng không nêu tên thủ phạm và vụ việc tiếp tục trở thành một điểm nóng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 10 tháng 2 đưa tin, trong buổi chụp ảnh với các thành phần tham dự lễ duyệt binh được tổ chức trong tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường sức mạnh quân đội của đất nước với tốc độ chưa từng có. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, sự thịnh vượng của Triều Tiên phụ thuộc vào một quân đội hùng mạnh và lưu ý rằng người ta chỉ có thể thể hiện phẩm giá và danh dự của mình một khi có sức mạnh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho hay, việc trấn áp bạo lực đế quốc ngày càng tàn bạo bằng vũ lực, đòi hỏi quân đội phải lớn mạnh hơn với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ của lịch sử trong quá khứ. Ông Kim Jong-un cũng ca ngợi những người tham gia vì đã tôn vinh cuộc duyệt binh như một sự kiện được ghi lại một cách đặc biệt trong lịch sử, cho rằng sự kiện này đã mô tả rõ ràng hơn về uy tín và sự vĩ đại, danh dự cao quý và tương lai tươi sáng của nhà nước chúng ta. Quay trở lại với những tin tức liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, mới đây chủ tịch hãng SpaceX vừa tiết lộ, công ty này đã chủ động chặn quân đội Ukraine sử dụng công nghệ vệ tinh Starlink cho các máy bay không người lái để tấn công lực lượng Nga. Chủ tịch Winnie Sotwell của SpaceX nói với báo chí rằng, có những thứ chúng tôi có thể làm để hạn chế khả năng của họ. Có những thứ chúng tôi có thể làm và đã làm. Theo bà, Starlink không phải để dùng vào mục đích quân sự và rằng công ty không lường trước được việc lực lượng Ukraine có thể tận dụng một cách sáng tạo công nghệ này như vậy. Bà khẳng định, nó không phải để vũ khí hóa. Tuy nhiên, người Ukraine đã tận dụng nó theo những cách ngoài chú ý và đó không phải nội dung trong bất kỳ thỏa thuận nào. Bà thừa nhận rằng SpaceX, hãng do tỷ phú Elon Musk sáng lập, đã ngăn cản binh lính Ukraine sử dụng đầy đủ công nghệ này. Xác nhận điều được nói đến gần đây rằng Musk và công ty của ông không thoải mái với việc quân đội Ukraine sử dụng Starlink. Phát biểu với báo chí sau đó, bà Sotwell cho biết Starlink đã gửi thiết bị đến Ukraine để giúp các ngân hàng, bệnh viện tiếp tục vận hành, các gia đình giữ liên lạc với nhau. Tháng 10 năm ngoái, có thông tin cho thấy tín hiệu Starlink bị hạn chế tại Ukraine, khiến binh lính nước này không thể sử dụng để triển khai những cuộc phản công. Những thông tin đó khiến tỷ phú Elon Musk bị cho là đang đứng về phía Nga. Thưa quý vị, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho hay, việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng được phương Tây cung cấp sẽ khiến Nga phải quay sang châu Âu. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhận định, nếu chiến dịch quân sự đặc biệt không được phát động, chúng tôi có lẽ đã nghe thấy những tiếng nổ ngay cạnh mình. Việc sử dụng vũ khí hạng nặng ở Ukraine sẽ buộc chúng tôi phải tiến gần hơn tới châu Âu. Họ nên hiểu rằng người dân Nga đang rất đoàn kết. Đồng thời, ông cho biết tất cả đảng phái chính trị từ cánh tả đến cánh hữu đều nhất trí với điều này. Trước đó, ngày 9 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow đang quan sát tình hình với thái độ cảnh giác và thận trọng, đồng thời đánh giá gần đây không có bất kỳ sự kiềm chế nào từ phương Tây về các loại vũ khí mà họ sẽ cung cấp cho Ukraine. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã áp trừng phạt nặng nề lên Moscow, đồng thời tăng cường cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Zelensky với giá trị lên đến hàng chục tỷ đô la tính tới giai đoạn hiện nay. Moscow đã nhiều lần cảnh báo về các đợt vận chuyển vũ khí này và cho rằng điều đó có thể dẫn đến đối đầu quân sự Nga-NATO. Thưa quý vị, sau thông báo chuyển giao xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho quân đội Ukraine, Đức bắt đầu thảo luận về khả năng chuyển giao đầy hứa hẹn cho Kiev xe tăng Panther KF-51 thế hệ mới.
Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papeger cho biết, nhà sản xuất xe tăng Rheinmetall đã đàm phán với chính quyền Ukraine để tìm kiếm khả năng thực hiện ý tưởng này. Theo đại diện của công ty Rheinmetall, nếu việc cung cấp xe tăng thế hệ mới được chính phủ Đức chấp thuận, thì trong 15 đến 18 tháng, công ty có thể sẽ chuyển giao những chiếc xe đầu tiên cho Ukraine. Rheinmetall lên kế hoạch sản xuất xe tăng tại các doanh nghiệp của chính nước Đức hoặc nước láng giềng Hungary. Các chuyên gia phương Tây gọi xe tăng Panther 51 hay Panther KF 51 là sự kế thừa của xe tăng Leopard 2. Panther được phát triển trên khung gầm tương tự như Leopard 2A4, trọng lượng xe tăng 59 tấn. Xe được trang bị pháo 130mm và súng máy song song 12,7mm, súng máy phòng không chống UAV trên trạm vũ khí điều khiển từ xa. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị máy bay không người lái UAV Hero 120 Kamikaze do U-Vision sản xuất. Tổ hợp phóng cho phép xe tăng phóng tới 4 UAV tự sát này cùng một lúc. Kiếp lái xe tăng Panther thế hệ mới 3 người, gồm trưởng xe, lái xe và pháo thủ, nhờ trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nhưng không gian trong xe rộng, hỏa lực của xe được tối đa hóa nhờ kiến trúc kỹ thuật số hiện đại. Tương tự như xe tăng Leopard 1, các công ty công nghiệp quân sự phương Tây thực sự quan tâm đến thị trường vũ khí Ukraine cho các loại vũ khí tiên tiến, do Ukraine có thể trả bằng chi phí của các quốc gia châu Âu và Mỹ, bao gồm cả chính nước Đức.